nhà rồng nó nuôi nó cũng được hiện này khởi luôn nhiệt xe nè cho nó lấy bốn này khởi đỡ chứ à chạy đầu tư lấy lít sản chạy lấy cho trái này mua chạy này tàu nhiệt nè luôn nhiệt nuôi nó này giống mương cây hành nè này xoay lên cho tủ của bao khởi chỉ cả chỉ lọ khởi nè luôn nhiệt nuôi nó giờ nhót cho hầu lút sản giao dịch bài nền nè lút sản giao dịch bài nền giờ ít lút sản giao dịch của lọt sắp lại hộp ăn tu nó nè ở xuất xuất cho tới chờ lo và mình nhá lên mình cả một trâu Canada một trâu xuống là xin nó tàu lúc tới chờ và mình ở lo là có lên xí lu sản giao dịch bài này nó nè à lúc bài này nó chỉ cụ thứ xí một lít lâu chi trong lò nó giờ lu ở mua tranh theo xí tàu trong xí tàu trong hành cái lu ở mua công đoạn về lo sắp lại ăn đồ nó nè cho nên nó là bu lu nhiên là phải khơ đỡ nè khơ đỡ thứ chỉ bông nhiên chuyện đại bánh nè cho là chỉ tàu hành mấy ngày thì nấu từ là xí lì từ nhiều lít sản cho trái bé mua ta sẽ là thì nhất là sông nó nè nhất là sông nó có lúc cá sông sông nó chạy vào trò chạy bên mùa lúc nhiên nó nè chạy cho nó lên từ khớp tao nó đau chạy tao ăn nó mùa chạy vừa tao nhân tao nè cho khớp tao nó đau chạy vừa tao qua chế ở trong bên trong vừa tao vừa xe ô tô nè vừa tao tây giả muôn cái gì họ cho khớp tao mềm mềm chạy vừa tao nhẹ xí nhẹ vừa rau vừa mỏ thế nè luôn luôn nói vậy luôn nếu một tranh nè nếu một tranh ít bùa phỉnh bùa thế nè giá đâu lo của tức thế này khớp ở luôn à ít luôn rồi on là ít nhất là hậu on đất thì nó là từ mùa tàu là nó mùa tàu là cho khơi tàu non tàu nhưng mùa tàu nhiệt xì là nó à ta xì luôn đó on là ít nữa nào nhất là on đất thì tàu lít sản chính thức nè chỉ tàu mương gì nè chỉ tàu mương gì anh chị của chỉ tàu khía này mùa nè lên từ khơi tàu non tàu chỉ sớm mà mùa cho cụ khía nút từ nó mà mùa nút đó nè giờ nó chuyển này sáng mùa là những tàu nè giờ này bao mùa giờ này mùa là những tàu là nè ta xì chỉ tàu mương gì nè chỉ của chỉ tàu khía này mùa họ lũ ở ATX của cụ khía này khơi ở lại cho lúc cầu đi giờ nó ta tỏ lấy ta tỏ một kế hoạch của lít sản cho trái này mùa thế nào cho nên lên từ thức khơi tỏ lũ ở cụ khía giá thô lò thì ở này giống ba bao nhiêu sẽ sai ta xỉ nó nè nè cho nên luôn nó giờ lũ ở này chở giá thô lò này chỉ tàu bao giờ chở như nó thì luôn nó cả chỉ là khơi luôn nó giờ cơ hội cho nên một khơi nè cho thầu tư này sai ta ra video ở này ta tỏ sai nè con nè ra ở ta xỉ cho nó này ta tỏ sai nè cho nên sai ta này một tin nhà đâu luôn bèo ra video nè tin nhà luôn bèo ra video nó tí tàu đó nè cái này một nhiệt tôi mình đã thêm nó nè mình đã thêm nó ha cái này tờ PK mình đã tôi nè các thứ yêu của kia thì khơi mòn bích nè khơi mòn bích chơi rồi lũ nhiều nu nò nè lũ nhiều nu nò của chỉnh rồi kia này khơi nè họ này cho chúng tôi khơi lũ on này ít nhất cái này một nhiệt ra thi on nó nè nhiệt ra thi on còn chơi rồi tờ ra video của kia này khơi lũ on này ít rồi rồi tàu nhất rồi lũ chua liền gì nó nè lũ on này ít rồi chơi rồi tàu sẽ sai nút bỏ toàn đây thế nè nu nò tôi họ nành gầu y nó nành gầu y chứ là trên nành gầu o số nhỏ ở luôn là nành gầu o nè luôn là tức là nành gầu o lúc chua gì nè chè chuẩn hút bò sứ tàu là nè luôn là do tàu nhớ đầu lúc chua gì nè à lúc thì bé là lúc ở ATX nè do tàu nhớ đầu lúc cầu ly nè do tàu nhớ đầu cầu ly ó tàn thọ bé luôn nha nó bỏ lên một trái y bò phỉnh bò nè tàn thọ bé luôn nha nó bỏ lên giống một trái y bò phỉnh bò lên tiền dành xe do tàu nhớ được tiền đấy nè à chè ở luôn là của việc khen này một khơi lúc thì y số nó nè o luôn đã đây cho cụ tiêu ở video khen đấy ó ổn đây này có khơi tàu luôn nha nó chén này có chủ mua lút telegram ổn đây nó giờ này lên từ chỉ tàu mua lút telegram nó chén này mua nên một đăng ký lút telegram đó à nên một tải lút telegram đó nên đăng ký cho nó lên từ họ chỉ bao đăng ký lút telegram thế chén này một sổ youtube nữa nên một sổ youtube nên sau thì đăng ký telegram năm 2024 nữa nên sau đó có đăng ký telegram năm 2024 nữa chứ tải nhất là cho video nhất là khi này đăng ký nữa cũng mới cho video theo qua telegram thế đó thì giờ cũng theo cục kheo trái nó lò chơi giờ nó nửa thùng bao nó nửa thùng bao chơi nên một sai của cho video ở này chỉ bao quần á chơi nên một sai nhất là cho video nhất là ôi chia nhất rồi xong nó nè đăng ký telegram năm 2024 nó nên một sổ youtube một sau lên đó chơi ở vô tờ ở nhất là cho video khe nè nó xin nên mua tên tú tên sai bao đó nó chơi nên có lấy một chú hậu ch bởi lại nó nè một chú hậu cửa hàng bởi lại là chơi lấy đăng ký thế này cho bao đó chơi những cái dùng gì thế nè cho nên là từ giờ sát khơi lũ ăn hun no của kia cho nên một nhà các bạn đã dân ruột nè nhà các bạn đã dân ruột rồi đó tin nhà đó nè tại nó to cho nên một nhà to to bắt đầu nó nè ở xíu này lũ ở sát tông để tở bên đó ở lũ mấy cả nó cho nên cũng nhà trời là cũ nhà trời là cũ kia thế nè nhà bắt đầu nó tại nó to này tầm mấy nè tầm mấy nè ờ nhớ năm nay là tụi tiếp tục nữa nè nhỏ khích kia gì nên tiếp tàu ipo luôn nhỉ nè ipo luôn nhỉ thế năm nay tụi tiếp tục nữa nè năm nay là tụi chơi game nữa nè chơi game nữa nè
luôn nào rong oxy nữa, luôn nào rong đom nhiều dầu oxy nữa, nên mua nhiều dầu nên mua đó luôn nào đom nhiều dầu oxy mà những tàu như nào, nên sai nó, nên sai bỏ túi tiền nó, túi tiền tì tò nữa, cho nên sai thầu tư túi tiền nó tiền ra cho nhiều đã đan là cho nên tí tàu rút phu nó tàu khó tư là tàu nè, tàu nó là tàu, tàu nó là tàu, tàu đợi nó là tàu nè, tàu khó tư chủ yếu nhất cho hầu nên nó sợ tông là thế nào, chủ yếu nhất cho nên sợ tông nên tàu khó tư tàu nè, thầu tư túi tiền nó tiền ra luôn nhiều đã đan cho nên tí tàu đó chứ tụi nhiên là tôi khẩn cầu luôn nhiên là chính nên tàu luôn nhiên nó nhở, cũng nhiên nó sai nè, à nên số tàu nhà lúc bao giờ cho bao giờ đu nữa, nên tàu nhà nên một tài nhiều cái cho bao giờ đu nó chính nên bông lỡ muốn nên chở nhiều trứ, nên chở nhiều nên khờ lái nè, chở nhiều tiền nè, lỡ muốn nên chở nhiều, ví dụ nên khờ lái ở nên khờ lái bao cho luôn nhở, nên khờ lái bao cho luôn, chính nên tài nhiều cái lúc bao giờ nó chỉ lỡ trứ cầu luôn là số bé cho luôn thế nè, số bé cho luôn, lỡ trứ nên chở nhiều nên khờ lái thế nhở, chở trứ nên chở nhiều tiền nè nhở, cũng nhiên nè. Thì nó cũng tí tàu đó tên nó, tí tàu tên nó này ạ. Nó, cũng tí tàu nó sáng nào. Tí tàu nó sáng nào. Ồ, nó lại lù lù lù. Thế sao cũng tôi lại nền gỗ chí lù nhẹ nó, lò rẻ cơ nó. Nó này tàu có tù kia nó, tình hình ra tên lù lò chẳng nên nhẹ đó nhỏ. Nó, cũng nhẹ nó. Nó méo, rung dậy ạ. Ồ, lại lù lò nhỏ. Ồ, lại chi châu nó, chi châu lù nhẹ nó. Lò rẻ sắp rồi rung cơ mẹ yếu xuyên nó. Ờ, này tàu có tù kia nó, tình ra lù lò lò chẳng nên tí tàu lúc phu, tí tàu này nó, tí tàu khó chân họ này này tàu nó tay mềm này chỉ như lá tay mềm nè họ lú lú quả tạo này nên nghĩa là nên ở nên mùa gấp là xin nên một tạ lấy lú quả tạo nó mà lấy nhân tàu nữa ô bị ủ ô nên để bị ủ chế trong nó này ô bị ủ thế lo nhìn này nó mới lú qua đây nó lo nhưng nó chỉ cái này ủa ta hạ chế này đặt ăn nghĩa đâu họ chơi lại nữa nghĩa cái chơi lại nữa ủ đó nó lại luôn mẹ đó, còn lại lọ, ôi lại bò rê lô, nó sẽ bò rê chứ, trừ cầu lú nhẹ nó, của lại cầu lú chứ, của dục cái lú bò rê chứ, lỡ tư mới cầu lú nó trừ ta nè, chứ không nó nhỏ, nên tại dục cái lú bò rê chứ, lỡ trừ nên cầu lú nhẹ nó, nó sẽ của lại cầu lú chứ, lỡ tư mới trừ ta nó nhỏ, ô lại lọ nó, cú lọ chứ lại nền cầu chi lú nhẹ nó, bị ủ ô, lú nào trong oxy nó, nên oxy sẽ lấy những tàu nhẹ nó. Ô lại lò xe lại chạy nhau nè, ô nhà cơ nè, chú chỉ tàu nè, ô lại xa chảo chi luôn, nên tàu cưng có nè, cú một tay lúc quả tạm này xem nè, ô bị ủ ô, ôi ô lại bò đây lô, ta sẽ hở là đặt cao đối lửa nè, ta nhiều chơi lại nè, cú nhiều lúc quả tạm nó lên xe lại đi chạy nhau nè, ôi ô dọc kế bò đây lô, là trừ nành gỗ luôn nha lô. Như là vô lúc quả tặng nó nè. Ô, hai lúc quả tặng nè. Ô, nhà cường gỗ nhân tao cường gỗ. Là chi chào luôn ta chỉ là trừ nành gỗ luôn mà ta cũng tài bó rê chè cho bếch chào luôn nè. Như vô lúc lọ nó nè. Ô, nhà cường gỗ nhân, nhà cường gỗ lô. Ồ, lúc nào mà lọ rể cơ. Tài luôn hả nó nè. Ô, yô bị ủ lô. Ô, lại lúc bỏ cá rồi. À ơ. Lấy bộ linh chi luôn nè. Ôi yo bị ủ lô. Ta chế là đặc ăn nè, họ chơi lại nó sẽ chơi lại nó ha. Nên như tài chỗ nhà nó có thầu tư là chi bún này tài chế mà chi lý thế nè. Plau xu mong là bún này tài lửa nè, cho nên tài tài ta là chi bún này tài chế nè tỏ plau xu mong đọc mà đọc mà tài đó nè. Ô lại lửa mẹ xu. Ô lọc cần đồ, lại lọc cần đồ nè. Bị ủ lô, ôi bị ủ lô, ô lại luôn nhà nó lo sắp rồi, bị ủ lô, lại lo ơi, ô lại luôn lo mình đã rồi, lo về sắp tới này chúng ta suy hành à, đâu nhở, à. Cái này sáng chơi của chó lửa thế ta của chị chơi này của khế này nó rớt nè khế nào thế cái này sáng chơi phong dương này cái này mùa nhiệt đâu lúc tao nó nè này sáng chơi phong dương là gì ạ này sáng chơi phong dương như nào nè là gì cho cuộc theo cuộc khế này một tổng đấy cả này chỉ sáng chơi nó cái này nhiệt đâu lúc tôi xíu số nó nè tôi xíu có lo nè ở đây là tôi xíu cho lo tao của nó nè lo tao của nó nó nè, cho nên nó khó này vô mùa, khó này vô mùa
nó dùng một khơi nhẹ cho khó tỏ nó nè, khó là sao để tỏ chơi nè, khó này dùng một tay nhẹ xong rồi một tao cục khế này cho mùa có, ở này dùng chơi phung dừa nè, nhau chơi phung dừa chính là một trò khó bạn bè nó nè, nhau trò bạn bè nó, nè bạn bè nó, chính là con bạn bè có, chơi chính là một nè tẩy nó tôi chính là một nè tôi lú nó nè, nè tôi ở đây đợi xích sông nè, đợi xích sông nó, chính là tập lâu một tập mấy sợi gai chính là sao một trò này cứ phung dừa thế nè. Nên tầm mét sugar mua, cho nên tập mét sugar nó nhỏ, nó nè. Cho nên sao mà tôi nên xài, ví dụ nên sao mà tôi được phun như nó nhỏ, ví dụ của sao tôi nó nè. Nên mà tí tàu đó nhỏ, nè. Cho nên là, đó nên là tí tàu khoảng sông tới được cái nhân dài nè. Tí tàu khoảng sông tới nè, tí tàu khoảng sông tới cái nhân dài đó, tàu đó. Cho nên mà tôi nên tụi tiền niên cao nè, niên cao trọc phố nè. Niên cao trọc phố nè, niên cao trọc phố. Cho nên, niên là tôi dán nó nè. Niên tôi dán nó. Tụi nhiều đôi sáng nè, nhiều có chọc lưỡi nhiều tụi dán nè, tụi dán nó, nó coi cho nên nhiều đôi tụi sáng nó chỉ sáng một giấc nè, sáng một giấc, nó chỉ tẩy nó thế nhở, cho nên tụi phung dừa đó mà lên nhiều cho linh nó chỉ ôt trời lưu bút ta cố khe tàu hợp bầu tôi thế nè, nên tụi phung dừa nhưng mà nhiều cho linh nó chỉ tao ôt trời lưu bút ta tàu hợp bầu tôi chỉ tao thế nè nhở, tao thế nè, cho nên nó, nên giờ tao cá mua đồ hậu nè, nên tao cá mua đồ hậu nè, cho nên mua được lúc telegram muốn nè, nên tao cá mua đồ hậu nè, cho nên mua được lúc telegram muốn nè. Lút telegram nó nè, telegram nó, cái tàu này một trò telegram để mới cam bên đầu tiền bài nền nó nè, bài nền nó, bài nền mobile box nó nè, nhiều đầu cam bên đầu bài nền mobile box nó muốn nè, cái tàu cá thằng một tàu nó cho nên nhiều đầu tụ bờ lầy xuống ruộng nè, tụ bờ lầy xuống ruộng nè, cái nhiều đầu bắt đầu nè, bắt đầu nó, cái tàu cá tàu họ khởi nghiệp tôi thế nè. Nhỏ cho nên sáng khởi nha cho nên một nhà đá cao chơi game nó là chơi game nó và nên sáng chơi phong dư cho nên một trò khó bạn bè nó nè làm này có mới khó thế mới khó nhiệm vụ rông gầu lên này tí tàu khơi và làm tàu lớn nhất thôi là cho mới khó nhiệm vụ nó thế nè nhiệm vụ có thế cho nên nhà khó nhiệm vụ có thế nhà khó tàu nhân tàu nè nên một chỗ nhiệm vụ họ có nè một nhà này sáng là nhiệm vụ nè chỉ một chỗ nhiệm vụ nó đâu đó nè có thể ý chia sẻ là chia sẻ chương trình trong câu chuyện trên thế giới nó nè nhà cũng nhà này sai thế nè nhà đó trên này cứ nhà đó tiếp tục nó chứ nhỉ tiếp tục nó mấy cái dụ với ông mua xe tại đi chặt tôi nha nó chỉ bắt đầu đăng câu chuyện nó nè để cái khó thì sao nó ổn tiền à khó thì ó lấy tiền đăng ký kênh thế giới game nó nè thế nên một nhà đó khó thì ó nè cái này nhiều nó khó tham gia nó nè, nó những cái lãi hết, cái này thì lỗ nè, cái thì lỗ cái này, nên là các mua được các mình được bài nền nó muốn nè, đó, ở này thì cái này nhiều lụa xí xút ở đâu chỗ nào này thiết thì lỗ rông này, ở nên thì chỉ lại, nên thì chỉ lại lo tỏ khó có khởi nghĩa nè, nên thì chỉ lại là tỏ khó khởi nghĩa nè, cho nên sử dụng mình đó, nên muốn thiết tụ mình đó, bởi lên nào nó, nên thì nó chỉ lại đó tỏ, cho nên nhiều tụ bởi lên nào nó đang cam một đôi hậu đó nè, bởi lên nào nó nè, nó thêm một lái đó họ, cho nên đó là một họ nhiệm vụ đó nè, nhiệm vụ nó cho u đó nè, của thế u đó nè, nên muốn nhiều tụ số cá họ nó nè. Cao điểm danh hàng ngày nó là lấy ipo luôn nè các nó đó là tao của tứ qua đây là chúc phúc của mọi người cao liên kết tài khoản Binance của bạn nè liên kết tài khoản Binance của bạn nó kìa rồi nên mua Binance nên nên nhờ các nó muốn nè lấy cầu xe luôn nè các nó muốn đến này chúng mua luôn Binance nên nên là một chuyện này khi nên luôn Binance tôi nói nhở khi nên Binance tôi nên lấy cầu xe nè một số chỗ cá nào nó chỉ nên cứ một ngày cái cá rồi nên bảo quản cũng chịu quan á, số cá số nó chỉ nên rơi cho một ngày nè, cho nên nhiệt tham gia của nó nè, nên giờ sử dụng qua cho nhiệm vụ nó thêm là nhân đầu nè, cái thì nó cho nên một ngày tụi bờ lên nào nó thì cả hàng cá tàu nó hậu nè, cho nhiệm vụ nó cho khoản nhiệm vụ nó sẽ khoản tàu nhân tàu đó chỉ nên một gì nhốt trở nè, một gì nhốt trở cho nên cứ như một nhà trở lại hướng dẫn thế nào, nên nếu mà chỉ tàu chạy nhiệm vụ nó, nên chỉ bảo vệ cho nên cho tàu sẽ khởi nghiệp nó, theo này chạy phong hiểm thế nào.
nhiều khi nhà đây một đợt họ trò chơi nữa nè, trò chơi nữa nó cái một đợt họ chơi game nó thì ta có chơi đó nha, nó ta có chơi được một tao nữa nó ra nữa lại được xem nó ra nó thế nào, tôi sẽ thôi nó thế nào. เออตัวเสื้อคนนั่นเออไม่ฮะที่ขายเขาจะได้เนี่ยดูซิซูดูเล็กๆก็ได้สนองนะตัวนี้เขาขี่รถเส้นนั่นเนี่ยฮะขี่รถจะเนี่ยดักอันเนี่ยเราไปเล่นเอานะได้ทิ้งท้ายแล้วเหรอฮะจักอันเนี่ยเจอเกมเนี่ยไฮนุ้ยหลุนจีก่อนเนี่ยป้อนหน่อยมั่วเนี่ยมั่วอ้อเป้อ้อเป้เขาเชิญเขาเนี่ยเนาะนี่เหลือเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนอนเนี่ยคุณจะแล้วอ้อเชี่ยอ้อเชี่ยจุ่มปวดจุ่มจุ่มจุ่มลู่นะเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ
nhà nhà họ tí nó na nhà nhà chơi họ nói chơi nên nhà kia chơi nó mù nhỏ chơi game mù ta xí này chủ nhà họ trò chơi nó thiết tại tôi na ví dụ nên nhà đâu họ bạn bè đó là na đó thì họ chơi game chọn được plon na nên chủ là nhà lúc trẻ trò chơi nó là nên thiết tại họ chơi game tôi là lúc trẻ nó na trò chơi na đó cho nên thiết tại họ thiết tại họ chơi game tôi na cho nên chơi game đó nhỏ họ chơi game này họ khởi nhà thứ ít na họ khởi nhà thứ o nhỏ họ nhiệm vụ nó na nên một nhiều cho nhiệm vụ nó chơi một quật trời na họ khởi nhà thứ p khu nhà tàu nhân tàu hình thế giờ này chơi phong dương na này chơi phong dương nó na nhỏ ở đây chơi phong dương chơi ô lục tàu của kia thế này là nhiều đồ bạn bè nó na đó cho nên là nhỏ đèn đỡ suy trong này cho nên xa đó nên chơi phong dương thế na thì giờ này chỉ bao quật cho nhiệm vụ nó cho nên cho tàu sẽ khởi nhà thế cho tàu sẽ chơi phong dương na này ở tàu cầu phình buôn ở đó này chơi phong dương na ở đây chơi phong dương tàu bộ đi cha nhớ lấy này chơi phong dương tàu ít bộ lũ chơi này ở tàu cầu lũ na nên chả phung dừa tàu ít xe lúa chả này tàu ít bỏ lúa nè, để nên cứ tàu tàu cơ này chả phung dừa lò thế, để tàu xe chả phung dừa nè, lúa nào một tranh thế, vừa tàu nhất là sòng nò nè, lúa sản giao dịch nhất là họ bài nhàn nè, bài nhàn như lúa một tranh nè, để tàu xe khởi có tiền nè.